Quý vị đang theo dõi giờ tin sáng ngày mùng 2 tháng 5 trên kênh truyền hình FBNC. Bắt đầu từ tháng 3 năm nay, đất đai được mua bán bằng giấy viết tay trước năm 2008 bắt đầu được xem xét để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ. Đây là lần thứ hai việc hợp thức hóa giấy tờ nhà đất cho người dân mua bán bằng giấy viết tay được tiến hành. Trong lần đầu thì những người dân mua bán bằng giấy viết tay trước năm 2004 đã được xem xét và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên thì thực tế đã ghi nhận là có tranh chấp nảy sinh từ việc này vậy thì liệu việc sửa đổi những quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mua bán qua giấy viết tay lần này đã hoàn thiện về các quy định thể chế hay có những lỗ hổng hay bất cập trong các quy định của pháp luật để giải đáp vấn đề này phóng viên fbnc đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Chi Thắng giám đốc trung tâm tư vấn luật pháp thuộc hiệp hội doanh nghiệp thành phố hồ chí minh kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi À, rất cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của FBNC. PNC. Thưa ông, việc chính phủ cho phép người dân được hợp thức hóa các giao dịch mua bán bất động sản à, trong giai đoạn trước năm 2008 bằng giấy viết tay để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong lần này có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống của người dân thưa ông? À, có một cái ý nghĩa rất lớn ảnh hưởng đến đời sống của người dân, đặc biệt là người dân thành phố Hồ Chí Minh. À, đây là một cái quá trình kiến nghị à, rất là nhiều lần của các sở ngành của thành phố cũng như người dân thành phố lên Bộ Tài nguyên Môi trường và lần này à, để cụ thể hóa à, cái việc áp dụng luật đất đai 2013 thì nghị định 01 có hiệu lực từ ngày 3 tháng 3 2017 à, cho phép um, hoàn thiện và và thực hiện cái việc cấp sổ đỏ cho cái việc giao dịch bằng giấy tay là có một ý nghĩa rất lớn và ngay tại thành phố Hồ Chí Minh hàng chục ngàn người dân đã được cấp sổ đỏ theo hình thức này tôi cho là rất cần thiết và rất phù hợp và rất được ho hoan nghênh trong lần sửa đổi các quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các giao dịch mua bán bằng giấy tay thì chính phủ đã cho phép các giao dịch được thực hiện trước năm 2008 bằng giấy viết tay được hợp thức hóa bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Riêng đối với các trường hợp giao dịch mua bán bất động sản từ năm 2008 đến năm 2014 khi mà luật đất đai 2013 chưa có hiệu lực thì vẫn không được hợp thức hóa trong lần này. Vậy theo ông là việc nới lỏng quy định lần này có thực sự là thiếu sót? và việc hoàn thiện này có thật sự là hoàn thiện tuyệt đối và tạo điều kiện thuận lợi tuyệt đối cho người dân hợp thức hóa các thủ tục hành chính của mình hay không ạ? À? Nghị định 01 đã hướng dẫn và xác định cái thư hiệu giao dịch viết tay từ ngày 1 tháng 1 2008 là sẽ được xem xét để cấp sổ đỏ. nó rất có ý nghĩa và đáp ứng được đa số mong mỏi của người dân có những cái giao dịch này. À, như chúng ta đã biết là chúng ta đã có lần kê khai năm 91, lần kê khai lần thứ hai 2004 và à, những cái lần như thế là cái việc quản lý nhà nước về đất đai đã được dần hoàn thiện và thể chế. À trước 2004 thì chúng ta đã có một cái lần nới lỏng để mà đáp ứng cái nhu cầu của xã hội và với cái đối tượng giao dịch trước 2004, lần này chúng ta à, có thể nói là lần thứ hai chúng ta nới lỏng để cụ thể hơn để đáp ứng cái nhu cầu đa số người dân rồi một số người lớn người dân có giao dịch giấy tay trước 2008 và tôi cho rằng là pháp luật đã dần hoàn thiện để giải quyết những cái mâu thuẫn đó cho nên từ 2008 đến 2013 là chúng ta đã có các cái luật về công chứng chứng thực và các cái giao dịch dân sự theo Bộ luật dân sự 2005 cũng rất hoàn chỉnh, à, cho nên là các cái giao dịch từ 2008 đến 2013 à, sẽ được điều chỉnh ở những cái cái cái, cái quan hệ khác à, pháp luật điều chỉnh dựa trên cái thực tế tồn tại của xã hội, cho nên cũng không thể nói đấy là tuyệt đối nhưng khi phản ánh tồn tại xã hội phản ánh những cái nhu cầu cần để thể chế phải điều chỉnh để phù hợp và đem lại một cái, cái 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 giao dịch được pháp luật bảo hộ an toàn tôi cho đấy là cái điều cần thiết và chúng ta cũng làm thường xuyên theo một cái chu kỳ 5 năm, 10 năm để phù hợp với thực tiễn xã hội đặt ra thưa ông trong lần sửa đổi nghị định thi hành luật đất đai năm 2013 lần này của chính phủ thì đã có những cái quy định nới lỏng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tuy nhiên trong lĩnh vực này theo ông nghị định còn có những cái quy định hạn chế nào mà cần phải khắc phục trong những lần sửa đổi tiếp theo nữa hay không ạ quá trình hoàn thiện thể chế và pháp luật đó là một quá trình và nó phải tương thích với lại cái thực tiễn của đời sống xã hội Việt Nam chúng ta đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới và chúng ta đã có những cái bước cải tiến rất tốt từ cái việc hoàn thiện hiến pháp là đạo luật gốc cho đến các cái uh, luật chuyên ngành và luật đất đai cũng nằm trong lộ trình thể chế hóa theo hướng dân chủ và đem đến những cái lợi ích tốt nhất cho người lao động cho người dân và áp dụng cái uh, hiến pháp cái, cái 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 thể chế hóa của xã hội thế thì luật đất đai lần này đã hoàn thiện những cái hạn chế của thực tế như là cái giao dịch viết tay. Và pháp luật cũng đã nêu ra những cái điều kiện để thừa nhận cái giao dịch viết tay được thừa nhận và tôi cho rằng cũng rất là chặt chẽ chứ cũng cũng không phải nới lỏng nới lỏng để đáp ứng đúng cái thực tế nhưng rất chặt chẽ trong thủ tục, đó là người dân phải có đơn và phải có những cái thủ tục gửi lên ủy ban nhân xã phường và ủy ban nhân xã phường phải xác định đất không tranh chấp, đất phải nằm trong quy hoạch và đất là phải thực tế sử dụng. Tức là anh quản lý nhà nước tại địa phương anh phải xác định rõ những điều đó và sau đó đưa lên văn phòng tài nguyên, văn phòng quản lý đất đai để tiếp tục xác định cái à, những cái thông tin kỹ thuật và hướng dẫn người dân là đi thực hiện cái nghĩa vụ đóng tài chính. Sau khi đạt được năm cái tiêu chí đấy thì cái giấy tay mà giao dịch đó là giấy giấy tay giao dịch ngay tình và người dân sẽ được cấp sổ đỏ. Cho nên tôi cho đấy là một quá trình hoàn thiện thể chế và đáp ứng thực tế và đáp ứng được cái giao dịch mà khi pháp luật chưa bảo hộ người dân trong thời gian trước. Còn sắp đến tôi cho rằng là pháp luật đã hoàn thiện dần và những cái lỗ hổng như thế sẽ không còn để mà thực hiện trong tương lai. Cho nên chúng ta phải cố gắng thực hiện theo hiến pháp và pháp luật trong thời gian đến để những cái giao dịch của người dân được bảo hộ một cách chặt chẽ và không xảy ra những cái tranh chấp đáng tiếc. À, thưa ông, việc nhà nước nới lỏng các quy định trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay à, trong thời gian qua thì liệu có làm cho tình trạng giao dịch mua bán bất động sản bằng giấy viết tay giữa các bên có chiều hướng tăng trong thời gian tới hay không, thưa ông ạ? À? Và theo ông thì cách thức nào là hiệu quả để ngăn chặn giảm bớt cái tình trạng giao dịch nhà đất bằng giấy viết tay theo thỏa thuận của các bên mà không tuân theo các quy định chuẩn của pháp luật ạ? À? À, cái thứ nhất tôi cho rằng là cái quy định nới rộng cho có đối tượng là giao dịch giấy viết tay để rồi nhà nước các cơ quan quản lý nhà nước hợp thức hóa và cấp sổ đỏ cho người dân là đáp ứng cái thực tế giao dịch của bà con trong cái lúc mà các cái thể chế pháp luật chưa có hoàn thiện lắm tuy nhiên là cái việc này nó cũng được ràng buộc rất rõ đấy là phải là giao dịch ngay tình và phải được xác minh của cán bộ địa chính và ủy ban nhân dân cấp xã phường là cái nơi xác nhất nơi có tài sản hiện hữu và phải chịu trách nhiệm xác định về tính hợp pháp và tính pháp lý không có tranh chấp cũng như là phải phù hợp với quy hoạch. Với những cái yếu tố đó và người dân thực hiện cái nghĩa vụ tài chính với nhà nước là đóng thuế thì người dân được cấp sổ theo quy định. Tôi cho đây là một cái à, cơ hội để chúng ta khắc phục những cái giao dịch trước đây khi mà pháp luật chưa bảo hộ. Tuy nhiên sắp đến tôi cho rằng những cái tình trạng này sẽ không có đất để tồn tại nhiều bởi vì à, thể chế đã hoàn thiện. À, chúng ta đã có Bộ luật dân sự 2005 và sắp đến đây Bộ luật dân sự 2015 đã có hiệu lực. Chúng ta đã có luật về chứng thực, luật về công chứng và chúng ta có các cái quy định pháp luật rất chặt chẽ để bảo hộ các cái giao dịch theo quy định của pháp luật. Do đó tôi khuyến cáo bà con nên chấp hành hiến pháp các pháp luật và các giao dịch phải nên có chứng thực, công chứng theo quy định pháp luật về tài sản. À, cái việc giao dịch giấy tay này tôi cho rằng đó là những cái yếu tố của lịch sử chúng ta khắc phục để một cái xã hội tốt đẹp hơn. nhưng chúng ta phải hướng đến một cái xã hội à, tuân thủ pháp luật và thể chế phải bảo đảm cho mọi người dân sống và làm việc theo pháp luật. và việc này chắc là khó xảy ra trong tương lai. Nên... À, rất cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay. Được. Vừa rồi thì quý vị đã chiêm ngưỡng những hình ảnh quảng bá của Đại hội Du lịch Golf Châu Á sắp sửa diễn ra tại Đà Nẵng. Đây là sự kiện được kỳ vọng là sẽ thúc đẩy loại hình du lịch golf, một loại hình du lịch chất lượng cao mà Đà Nẵng đang đạt mục tiêu phát triển. Và trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin về Tổng thống Mỹ ông Donald Trump và những lời hứa còn dang dở.